Đêm khuya thế này chắc là chúng ngủ cả rồi. Chà, thóc gạo đây cả rồi. Nhiều quá, vào súc một ít, chắc chẳng ai biết đấy là đâu. Ôi! Này thì ăn trộm này, dám vào nhà ông trộm gạo này. Mình ơi, đem cây đèn xuống đây, để xem thằng nào ăn trộm mà to gan thế này nào. Ôi trời, thầy... Con, thầy có sao không? Ừ, thầy đây. Anh Dương, anh có muốn nói lời gì trước khi quan đọc phán quyết không? Bẩm quan, thực tình là không biết cha con ăn trộm. Nếu biết con nỡ nào lại giết cha mình ạ? Có người trong nhà làm chứng cả đây ạ. Bẩm quan, đúng là thế ạ. Anh Dương chỉ ngộ sát cha thôi, vì anh ấy tưởng ông cụ là ăn trộm. Ta biết, vụ án này đã được làng xã xét duyệt rồi, giờ lại chuyển lên đây. Ta cũng xem xét cẩn trọng kỹ lưỡng từng tình tiết lắm. Bẩm quan, mong quan xem xét cho con ạ. Con thương cha không hết, sao lại giết cha được ạ? Thực tình đây chỉ là sự việc vô tình, con ăn năn hối lỗi còn không hết. Rõ khổ, đúng là oan gia. Ai mà biết được kẻ ăn trộm lại chính là bố mình. Đúng là cậu chưa ngộ sát, cái chết của ông Cửu là ngoài ý muốn. Mà cái cụ Cửu này đến thật lắm cẩm. Ai đời già rồi còn ăn trộm, lại ăn trộm đúng nhà con trai của mình, thế có khổ không cơ chứ? Không biết lên quan lần này xử thế nào nhỉ? Quan làng quan xã đều xử rồi, tất cả cũng do cụ Cửu không ra gì. Chết thiệt thân đã đành, còn làm liên lụy đến con cái. Hay, thế mới nói rõ khổ, khổ cả cha lẫn con. Tất cả im lặng. Vì ông Cửu vào nhà con trai, tức cậu Chương, để lấy gạo lúc nửa đêm. Xét về hành động của bị hại và thời điểm diễn ra, thì không thể buộc tội cậu Chương tội giết người mà là ngộ sát. Đội ơn quan ạ. Vụ án kéo dài suốt từ nhiều tháng qua, từ làng đến xã đến huyện, đến đây ta tuyên bố khép lại. Cậu Chương mắc tội ngộ sát, đóng phạt 100 quan tiền rồi về chịu tang cha. Khâm thử. Thế là xong rồi. Cuối cùng vụ án giết nhầm cha của ta đã xong rồi. May quá, nếu quan làng, quan xã, quan huyện, quan tổng mà xử không công minh thì mình bị xử tội chết mất. May quá, thế là phải rồi. Cậu Chương đâu có cố tình. Mấy ngày gần đây tôi không thấy cụ Cửu ra khỏi nhà, chắc vì đói quá nên mới làm càn. Thôi, dẫu sao vụ án cũng kết thúc. Cậu Chương không phải chịu tội giết cha, âu cũng là giết nhầm. Còn cụ Cửu cũng vì đói quá thành đi ăn trộm. Hay. Thưa bệ hạ, đêm đã khuya, bệ hạ dừng tay nghỉ ngơi một chút đi ạ, kẻo trời sắp sáng mất rồi. Trẫm vẫn còn băn khoăn đến bản tường trình này, nên lòng dạ chưa thể yên để nghỉ ngơi được. Muôn tâu, chẳng hay bệ hạ đang băn khoăn đến bản tường trình nào ạ?
bản tường trình về vụ án giết nhầm cha ở thôn Thượng thuộc trấn Nam Ninh ngoài Bắc. Tâu bệ hạ, vụ án đó đã được xét xử ổn thỏa rồi mới gửi tường trình lên cho người đấy ạ. Người còn băn khoăn điều gì nữa ạ? Còn nhiều điều ta băn khoăn lắm. Khanh cứ lui đi, để ta xem xét lại đã. Nhưng bệ hạ, đêm đã khuya lắm rồi. Ta biết, khanh cứ lui ra. Tô Dân, Muôn Tô, thần đã về thôn Thượng, trấn Nam Ninh ngoài Bắc để tìm hiểu vụ án cụ Nguyễn Cửu như thánh chỉ của người ạ. Thế nào rồi? Có đúng như những gì trẫm nghĩ không? Dạ đúng thế ạ. Cụ Cửu trong ngôi nhà tranh siêu vẹo ngay cạnh nhà con trai của cụ. Quả nhiên trẫm có những điều băn khoăn, khanh mau truyền lệnh trẫm. Truyền Nguyễn Chương tiếp chỉ vụ của đức vua. Xét thấy bản tường trình vụ án giết nhầm cha của bị cáo Nguyễn Chương còn nhiều điều chưa ổn thỏa, hoàng thượng ra chỉ dụ lập tức triệu hồi Nguyễn Chương vào công đường để xét xử lại. Hả? Bẩm quan, tôi tưởng tôi được thả và đã xét xử ổn thỏa với tội danh ngộ sát rồi cơ mà. Mọi chuyện hãy để đức vua định đoạt. Tiếp chỉ. Tâu dân, vì vụ án này mà hoàng thượng đã mất cả một ngày một đêm đọc đi xem lại, cuối cùng người quyết định bác bỏ bản án buộc xử lại. Thần đã xem xét kỹ lưỡng vụ án, hơn nữa cũng có đủ nhân chứng vật chứng tại hiện trường, không biết là đã sai sót điều gì ạ. Chúng thần ngu muội xin nghe hoàng thượng chỉ dạy ạ. Trẫm đọc đi đọc lại bản án, nay trẫm quyết định đích thân đến đây xử lại vụ án này cũng là vì một chữ mà trẫm muốn mọi người hãy thấu cho. Các khanh có biết là chữ gì không? Dạ, chúng thần ngu muội ạ. Dạ, chúng thần ngu muội ạ. Dạ, chúng thần ngu muội ạ. Đó là chữ hiếu. Xét tổng thể vụ án, ban đầu thì đúng là cụ Cửu có tội, ấy là ăn trộm. Thế nhưng vì đâu mà cụ phải đi ăn trộm, lại ăn trộm nhà con trai mình? Trẫm đọc đến đây thì đau xót vô cùng. Hả? Không phải chỉ xét việc giết người mà phải xét việc ăn trộm. Một người con giàu có mà để cho cha mình đói khổ đến nỗi đêm hôm sang nhà con ăn trộm gạo, thế thì tất có uổng khúc gì. Chắc chắn người đã đối xử với cha mình không ra gì, để cụ ấy không dám đàng hoàng mà sang nhà con xin bát cơm, phải lần hồi đi trộm đêm hôm. Ta đã sai người về đây đích thân dò hỏi làng xóm thân cận, thì được biết lúc sinh thời đúng là cụ Cửu bị con đối xử lạnh nhạt không ra gì, bỏ mặc cụ sống một mình không nhòm ngó đến. Dạ, dạ tội thần, xin hoàng thượng tha tội. Tội bất hiếu như thế thật đáng phải chết. Trước khi đã giết lầm cha bằng gậy thì đứa con đã để cha chết nhục và chết đói rồi, nên trẫm quyết bác bỏ bản án cũ, xử theo bản án mới, buộc tội Nguyễn Chương, tội đáng phải chết. Vua xử thì chúng ta mới sáng tỏ. Cậu Chương này vốn giàu có, hóa ra cha sống ngay cạnh mà để cha đói phải đi ăn trộm. Lúc còn sống cụ Cửu buồn lòng cũng chẳng dám kể với ai, nên chúng ta không biết mà cứ trách cứ cụ ấy. Phải tội, phải tội lắm. Quả là như thế. Chỉ có con cái bạc bẽo đối xử với cha không ra gì mới để cha phải đi ăn trộm như thế. Đức vua anh minh. Cá đâu rồi em? Ơ, em chuẩn bị đi đâu à? Hôm nay là thứ sáu, lịch tập yoga của em mà, anh không nhớ sao? Ui dào, ai mà nhớ được, lịch của em chứ có phải của anh đâu. Tưởng đi đâu có việc gì quan trọng, chứ đi tập yoga thì nghỉ đi. Sao lại nghỉ? Có chuyện gì à?
Nói thử em nghe xem. Thì có gì quan trọng hơn chứ sao? Lát nữa đám bạn của anh đến chơi, em đi chợ mua đồ nấu vài món cho bạn anh nhậu nhé. Mua cả các bia nữa, tầm 7 giờ là chúng nó đến rồi đấy. Có thế thôi mà anh cũng bắt em nghỉ à? Lịch tập cố định của em rồi, không nghỉ được. Anh có thể cùng bạn ra hàng nhậu được mà, đâu nhất thiết phải ăn nhậu ở nhà mình. Anh trót khoe với chúng nó là vợ anh nấu ăn ngon rồi, và hứa là mời chúng nó về nhà mình ăn uống. Ra hàng thì còn nói chuyện gì nữa. Thôi em ở nhà đi, nghỉ một buổi có gì quan trọng đâu. Thì để hôm khác cũng được mà, hôm nay em bận rồi. Em cũng trót hẹn với mọi người ở câu lạc bộ rồi. Sao anh hẹn bạn mà không nói trước với em một tiếng? Có mỗi buổi tập yoga mà em làm như quan trọng lắm. Nghĩ thì chết à, mà phải báo trước thì báo sao. Không nói nhiều nữa, đi chợ đi. Về còn nấu nướng nữa chứ. Này, anh vừa phải thôi nhé. Lúc nào cũng cái kiểu bắt người khác phải làm theo ý mình thế hả? Việc của anh thì quan trọng, việc của người khác thì không à. Ơ hay, em làm sao thế? Tự nhiên sững cồ với anh. Thế tóm lại là em có ở nhà hay không? Em không ở đấy. Anh mời bạn về thì tự đi mà nấu ăn. Lúc nào cũng chỉ biết mình thôi. Bỏ ngay cái thói ích kỷ ấy đi nhé. Ơ kìa, em thái độ gì thế hả? Đứng lại cho anh. Quán này yên tĩnh quá các bà nhỉ. Rất hợp để hội người già như chúng mình ngồi hàn huyên đấy. Bà tìm đâu ra địa chỉ này đấy bà Hà? Đây là con trai tôi giới thiệu cho đấy. Nó bảo hợp với các mẹ, mà đúng là hợp thật nhỉ. Ơ mà, hình như con dâu bà kìa bà Ngọc. Sao nó lại ngồi kia một mình thế? Trân mặt thì thiểu não nữa. Đúng con Liên con dâu tôi rồi. Để tôi ra với nó một tí nha. Ừ, bà đi đi. Con cũng hẹn bạn ở đây à? Mẹ, sao mẹ lại ở đây? Mẹ ngồi uống nước với các cô bên kia, thấy con nên ra hỏi chuyện thôi. Nghe chừng hai vợ chồng lại cãi nhau à? Dạ, không có à. Không cái gì, nếu không sao con lại ngồi đây một mình thần ra thế này? Đi tập xong còn không buồn về nhà thay quần áo nữa. Có chuyện gì nói mẹ nghe xem nào. Đúng là không gì qua mắt được mẹ. Thế làm sao? Mẹ biết ngay là có chuyện mà. Thật ra cũng không có gì to tát đâu ạ. Chuyện là như này ạ. Cái thằng, thế là không được. Sao nó có thể ích kỷ như vậy được chứ? Nếu là mẹ, mẹ cũng sẽ làm như con thôi. Mẹ cũng thấy anh ấy ích kỷ hả? Nhiều lần như thế lắm rồi mẹ ạ. Cứ cãi nhau xong làm lành, xong lại đâu vào đấy. Còn ức chế lắm, mà không biết làm thế nào để anh ấy thay đổi. Mẹ không nghĩ là từ ngày lấy vợ nó lại trở nên như thế. Ai đời chỉ biết sống cho bản thân không thôi. Thế con mới chán, muốn ra ngoài ngồi một chút cho thảnh thơi mẹ à. Nhiều lúc con nghĩ không biết anh ấy có coi con là vợ để quan tâm, chia sẻ không nữa, hay chỉ là người có thể làm những việc khiến anh ấy vui. Không được, con phải làm sao cho nó bỏ cái tính ấy đi. Mẹ có cách này, nhất định sẽ trị được tật xấu của con trai mẹ. Vâng ạ. Cá tươi đấy. Cá ở đâu mà to thế anh? Anh mua ở chợ hay sao? Cá anh vừa đi câu về đấy. Cá này mà nấu canh chua thì ngon phải biết. Nhưng chẳng phải hôm nay vợ chồng mình hẹn nhau ra ngoài ăn và đi xem phim mà. Anh nhớ chứ. Nhưng mà lại câu được cá to thế này, không nấu luôn để đông đá thì còn gì là ngon nữa. Vậy hoãn đi xem sao? Em nghe bảo hôm nay là suất chiếu cuối đấy, không đi xem là không còn cơ hội đâu. Phim ấy được review rất hay, không xem thì phí lắm. Nhưng mà anh vẫn muốn ăn cá, hay là... Là sao? Để anh đi xem, còn em ở nhà nấu cá. Như thế vừa được xem phim mà lại vừa được ăn cá ngon lành. Anh nói thế mà nghe được à? Em cũng muốn đi xem. Cá thì để về nấu sau cũng được, có quan trọng gì đâu. Em bị làm sao đấy? Để đến lúc về mới nấu thì nó chết to rồi còn đâu. Thành cá ương à? Mà hai người đi xem làm gì cho lãng phí. Em cứ ở nhà nấu đi. Anh xem xong rồi quay về vừa ăn vừa kể lại cho em nghe tình tiết bộ phim là được rồi. Anh... Thôi được rồi, em sẽ làm theo ý anh. Em sẽ ở nhà làm cá, nấu cá. Còn anh cứ đi đi. Chúc anh xem phim vui vẻ.
vợ mình hôm nay ngoan thế chứ lị. Anh đi nha, xong phim anh sẽ về luôn. Nhớ nấu cho ngon vào nha. Phim thế mới là phim chứ, lâu lắm rồi mới xem được một bộ phim hay như thế. Đói rồi, vào ăn cơm canh cá nấu chua mới được. Ơ, sao lại chỉ có cơm trắng thế này? Cá đâu rồi? Cô ấy chưa mang ra hay sao? Chắc chờ mình về đun nóng lên rồi mới ăn đi mà. Em ơi, anh về rồi này. Vào mang cá ra ăn thôi em ơi. Anh về rồi đấy à? Phim hôm nay có hay không anh? Phim hay tuyệt cú mèo luôn. Để lát nữa ăn xong anh kể cho em nghe nhé. Giờ anh đói quá, không có sức kể đâu. Thế anh ăn đi, cơm em để trên bàn rồi đó, vẫn còn nóng, không cần hâm đâu. Ừ, nhưng em mang cá ra đi. Cá tươi như vậy chắc nấu lên ngon ngọt lắm nhỉ. Nghĩ đến thôi là anh đã thấy thèm lắm rồi nè. Đúng là rất ngon anh ạ. Nhưng em ăn hết rồi, làm gì còn mà mang ra cho anh. Anh ăn tạm cơm trắng đi vậy. Hả? Cái gì? Em ăn hết rồi à? Cả con cá to như thế mà em ăn hết rồi hay sao? Vâng, cá to rất ngon. Em cũng phải ăn mãi mới hết một nửa. Còn một nửa em mang sang cho bác Mai hàng xóm rồi. Bác ấy ăn xong cũng khen ngon đáo để. Em thật là quá đáng. Chẳng đợi chồng về ăn cùng thì thôi, đã ăn trước xong rồi còn mang sang cho hàng xóm. Em định để cho chồng em nhịn đói hay sao? Anh tức giận gì? Vẫn còn cơm mà, em có để anh nhịn đâu. Cơm không thì ăn làm sao được. Anh chẳng hiểu em nghĩ cái gì nữa. Có người vợ nào ăn hết đồ ăn ngon một mình để chồng ăn cơm không như em không? Ích kỷ. Thôi nào, bớt giận đi. Ngồi xuống đây, để em kể cho anh nghe mùi vị của cá ra sao. Anh sẽ cảm nhận được nó ngon như thế nào nhé. Em bị điên à? Kể thì làm sao mà biết được, cũng vẫn là một mình em ăn thôi. Anh có được miếng nào đâu. Đã đói thì chớ, còn cứ nói linh ta linh tinh. Thế sao anh còn định kể cho em nghe tình tiết bộ phim hay như thế nào? Cũng vẫn là một mình anh xem thôi, em có được xem đâu. Em cũng làm giống như anh làm với em thôi mà. Như vậy là ích kỷ à? Ờ, anh... Từ giờ, anh đối xử với em như nào thì em sẽ làm lại tương tự với anh như thế. Cuộc sống không thể cứ mãi chạy theo một người ích kỷ, chỉ biết đến bản thân mình như thế được anh à. Bây giờ cứ mỗi khi nó dở thói ích kỷ ra thì con cứ làm y chang như nó vậy. Nó đối với con ra sao thì con làm lại như thế. Như vậy được sao mẹ? Con sợ anh ấy sẽ giận mất. Con sợ cái gì chứ? Con có muốn nó thay đổi không? Nó sẽ không thay đổi khi nó chưa cảm nhận được sự đối xử của nó làm tổn thương người khác như thế nào. Nó phải được trải nghiệm cảm giác đó con à. Con hiểu rồi à. Con cảm ơn mẹ đã thông cảm và đứng về phía con. Mẹ cũng chỉ muốn cuộc sống của hai đứa hạnh phúc hơn thôi. Mà để được như thế thì cả hai phải biết thấu hiểu và cảm thông cho nhau con à. Anh đêm tân hôn. Bữa tiệc hoành tráng quá nhỉ, Robin và Anna tổ chức sang trọng thật. Cô dâu chú rể đẹp đôi lắm cơ. Chúc đôi uyên ương trăm năm hạnh phúc nha. Để xem các người hạnh phúc được bao lâu. Ôi, cuối cùng tiệc cưới cũng xong. Anh mà sắp thở không ra hơi rồi đây nè. Cả đời mới có một lần, thôi thì chúng mình cùng cố gắng vậy. Nên cấm em sau này không được yêu ai ngoài anh nữa đâu đấy nha. Anh mà biết em lén lút tòm tem với thằng nào, anh khóc cho mà coi. Anh này chỉ được cái nói linh tinh. Cả đời này em chỉ có anh thôi biết chưa. Giờ em đi tắm đây, chả chơi với anh nữa.
ăn đồ thôi mà. Em đi tắm đi, anh nằm tí, xong gọi anh nhé. Em biết rồi. Ai mà có duyên ghê, gọi vào cái giờ muộn thế này. Có biết nay là đêm tân hôn của tôi không hả? Alo, ai vậy ạ? Alo, chào chú rể Robin. Nay đêm tân hôn chắc là hạnh phúc lắm nhỉ? Xin hỏi, ai ở đầu dây bên kia thế? Tôi có một bí mật về vợ anh, có lẽ anh rất muốn biết đó. Xin lỗi, có thể cho tôi biết anh là ai được không? Là ai không quan trọng, tôi đang ngồi ở quán cà phê Paradise, khách sạn anh ở đi bộ sang đây chưa tới 10 phút. Tôi sẽ đợi anh đến, anh không đến sẽ không bao giờ biết bộ mặt thật của vợ anh và chắc chắn sẽ hối hận đấy. Ê, alo, alo. Ai mà lạ lùng vậy? Hay là nhà máy? Nhưng anh ta biết rõ tên mình mà, còn cả khách sạn mình đang ở nữa. Tôi gọi điện ấy là ai? Thôi thì vẫn chưa muộn lắm, đi gặp mặt một chút cũng được, còn hơn cứ ở đây suy nghĩ lung tung. Anh vào tắm đi, em tắm xong thấy tỉnh táo và thoải mái liền. Bây giờ anh ra ngoài, có chút chuyện gấp, em nghỉ ngơi trước nhé, khoảng nửa tiếng nữa anh sẽ về. Ơ kìa, sao anh lại ra ngoài vào lúc này chứ? Chẳng phải nãy anh còn kêu mệt lắm sao? Có chuyện gì nay anh chưa giải quyết xong hả? Chờ anh nhé. Về đây rồi mình cho biết tay, dám bỏ mình đi như thế trong đêm tân hôn à? Sao? Có vẻ anh cũng chẳng tin tưởng cô vợ yêu của mình cho lắm nhỉ? Có người kêu phát là tới ngay được. Tưởng thế nào? Hóa ra là thấy vợ có tật nên cũng giật mình. Anh vẫn chưa cho tôi biết anh là ai và vì sao anh muốn gặp tôi. Mời anh chiêm ngưỡng. Có gì thì anh nói luôn đi, tôi không có thời gian xem mấy cái thứ này. Ê, gì mà nóng vội thế? Anh đã đến tận đây rồi, chẳng lẽ bỏ ra 30 giây nữa xem mấy tấm ảnh cũng là khó khăn ư? Tôi đảm bảo những tấm hình sẽ rất rất thú vị, sẽ không làm anh thất vọng đâu. Thế là như thế nào? Là anh à? Sao anh lại có chúng? Ồ, vì tôi là nhân vật nam chính trong đó mà. Cái anh này chỉ nhìn ra được khuôn mặt và cơ thể ngọc ngà của vợ mình mà chẳng thèm xem người đàn ông may mắn bên cạnh là ai nữa. Anh hẹn tôi ra đây để xem mấy tấm hình này à? Bí mật là đây ư? Thì chuyện này mà nói qua điện thoại thì sao anh tin được chứ, đúng không? Anh hãy nhìn vào sấp hình này để biết rằng trước đây vợ anh và tôi đã có quãng thời gian hạnh phúc biết như nào kìa. Anh im đi. Giờ thì anh biết bộ mặt thật của cô vợ mà anh đã cưới hôm nay rồi chứ. Cũng chẳng ngây thơ thánh thiện như cái vẻ cô ta vẫn thể hiện ra bên ngoài để lừa đàn ông chúng ta đâu. Ngậm cái miệng chết thì có anh lại. Đừng cố xúc phạm anh à và khiêu khích tôi. Nhờ anh nói lại với anh Na yêu dấu, đây là món quà tôi dành cho cô ta trong ngày cưới, đặc biệt là đêm tân hôn nhé. Những người đàn ông có lòng tự trọng và nhân cách, họ không bao giờ làm những trò hề ti tiện giống như anh. Mà tôi nói với anh này, cái thứ đàn bà sẵn sàng lên giường với đàn ông trước hôn nhân ấy à, tốt nhất anh bỏ sớm đi cho lành. Hai anh dừng lại ngay đi, các anh đang ảnh hưởng đến việc kinh doanh của quán tôi đó, bỏ nhau ra ngay. Anh là thứ chẳng ra gì, là người đàn ông hèn hạ nhất mà tôi từng gặp. Được lắm, đã vậy thằng này sẽ phá vỡ hạnh phúc của tụi mày đến cùng luôn. Lòng mình nặng trĩu với những gì vừa phải đối mặt, vô cùng đau đớn. Mình không muốn đối diện với cô ấy vào lúc này. Anh này, anh nghĩ quá khứ, hiện tại hay tương lai quan trọng hơn? Anh ý à, thật ra thì ba thời điểm đều quan trọng như nhau, nhưng với anh vẫn luôn sống cho thực tại. Bởi vì quá khứ là thứ không thể lấy lại được, chỉ khi tập trung vào hiện tại thì ta mới mong có được một tương lai tốt, chứ không phải sẽ lại tạo nên một quá khứ thất bại nữa. Mà sau này em tâm trạng thế em yêu? Sắp cưới rồi, đừng bảo hối hận khi lấy anh đó nha. Mình muốn nói với anh chuyện này từ lâu, nhưng mình sợ sẽ làm hỏng mối quan hệ hiện tại. Nhưng nếu không nói, mình rất bức rứt và lo sợ. Thôi nào, anh không biết điều gì khiến em lo lắng đến thế, nhưng gạt bỏ hết đi em. Có anh ở đây rồi,
Rồi giờ anh sẽ san sẻ mọi khó khăn với em, được chứ? Bảo đi một tí mà giờ là 11 giờ rồi, gọi còn không thể bắt máy nữa chứ. Không biết có chuyện gì gấp mà anh ấy đi vội đến vậy. Mình lo quá. Anh ta gọi gì giờ này thế? Hắn định làm gì đây? Anh ấy im lặng thật đáng sợ. Thế là hết rồi, mình đã đánh mất hạnh phúc cuộc đời của mình từ đây. Nhưng mình rất yêu anh Robin, mình không muốn phải rời xa anh ấy. Em đã biết hết rồi. Tên khốn ấy đã điện thoại cho em. Điều mà em luôn lo sợ bây giờ đã đến. Em mới viết đơn ly hôn. Anh ký đi. Em sẽ không thanh minh bất kỳ một điều gì cả. Em xứng đáng với kết cục này. Khi phải đối mặt với điều này, anh đã rất tức giận. Con tim anh như vụn vỡ. Thực sự có bị đánh 1000 lần, anh cũng không thấy tan nát bằng nỗi đau tinh thần này. Em xin lỗi anh. Anh muốn mắng chửi đánh đập em thế nào cũng được. Lỗi lầm của em là quá lớn. Anh à, anh quyết định rồi. Anh làm thế nghĩa là... Thanh nhân vẫn có thể mắc lỗi, huống chi những người trần như chúng ta. Nếu anh hành xử vô tình với em, chẳng hóa ra anh cũng xấu xa như tay kia sao? Anh... Cuộc sống chúng ta sau này còn có rất nhiều chông gai. Em và anh cùng chung vai giải quyết, chứ không phải lúc nào cũng dùng tờ giấy ly hôn để buông xuôi. Nó chỉ là tờ giấy góp phần vững chắc cuộc hôn nhân mà thôi. Thế là anh tha thứ cho em sao? Anh không giận em ư? Đối với người khác em như thế nào cũng đã là chuyện cũ. Hiện tại anh chỉ biết rằng người vợ mà anh lấy là một người phụ nữ mới, quyến rũ và rất khôn khéo. Em hứa sau này sẽ là một người vợ tốt, sẽ không làm anh phải buồn phiền thêm một lần nào nữa hả? Đã 2 giờ sáng rồi, không được khóc nữa. Em định bỏ qua đêm tân hôn sao? Không đâu. Đêm này không chỉ là đêm tân hôn, mà là đêm của sự tha thứ. Một đêm mang bao kỷ niệm theo em mãi sau này. Cảm ơn anh. Em rất hạnh phúc. Ông xã à.